Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hiện tại chúng tôi có tìm hiểu một vài thông tin về các biện pháp để phòng tránh sự lây nhiễm của virus corona. Chúng tôi xin chia sẻ lại cho tất cả đại chúng. Đại chúng có thể áp dụng theo để phòng tránh sự lây nhiễm này. Và bên cạnh đó, hãy tuyên truyền cho những người thân, những người xung quanh để cùng nhau tránh được căn bệnh nguy hiểm này. Thứ nhất là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay có chứa cồn. Thứ hai, dùng khăn giấy che miệng mũi khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt giấy vào thùng rác. Thứ ba, hạn chế chạm vào mắt, mũi, miệng khi tay bẩn. Thứ tư, không tiếp xúc và không dùng chung đồ dùng với người có triệu chứng của bệnh cảm như sốt, ho, sổ mũi hoặc đau nhức. Thứ năm, không ra đường khi có dấu hiệu của bệnh cảm. Thứ sáu, làm sạch khử trùng các vật và bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Và sau đây là năm khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng tránh dịch viêm phổi cấp lây lan. Thứ nhất là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Thứ hai là giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Thứ ba, cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Thứ tư, những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona, trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Thứ năm, khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lây lan. Vừa rồi chúng tôi đã thông tin đến quý vị những phương pháp phòng hộ để tránh được sự lây nhiễm của virus corona. Mọi người hãy cố gắng trang bị cho mình những vật dụng cần thiết để có thể phòng tránh được dịch bệnh này và hướng dẫn cho người thân và những người xung quanh cùng phòng hộ để không bị lây nhiễm bởi virus corona. Kính chúc mọi người luôn được sức khỏe, an lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm. Khi mạng báo thân này sanh qua cõi cực lạc.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. No.